Những ký ức về một thời áo lính, về thời trẻ được sống, được cống hiến hết mình cho quê hương đất nước, luôn được vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tâm nhắc lại cho con cháu mỗi khi có dịp trò chuyện. Sống sung vầy bên con cháu, ông bà luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho các con. Không chỉ nuôi dạy, truyền đạt những kinh nghiệm sống quý báu, mà còn là những người giữ gìn gia phong, nét đẹp truyền thống mà tổ tiên để lại. Vui nhất là thấy cháu học hành thành đạt. Đối với học tập của cháu cũng là tôi rất quan tâm. Như vậy là tôi thường nói, bây giờ cả con là học thêm lịch sử, phải nghiên cứu lịch sử. Các cháu là sống trung thực, thấy bạn khó khăn thì phải giúp đỡ. Làm người con thì bố mẹ khỏe. Đến giờ phút này thì tôi rất hạnh phúc. Con đang phong trào kết nối tất cả mọi thứ về cái văn hóa văn nghệ với là cả cái hoạt động của xã thì tôi hoàn toàn ủng hộ ông bà. Thậm chí con đi cổ vũ cho nó mạnh liệt. Người cao tuổi chỉ thực sự sống vui, khỏe, có ích khi họ phát huy hết vai trò của mình. Với trang trại hơn 2 hecta, cuộc sống thường nhật tuổi về hưu của vợ chồng bà Đậu Thị Lân là vẫn chăm chỉ lao động sản xuất, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi của xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Hàng ngày thì tôi cứ làm như thế, công việc bình thường đối với tôi, bởi vì tuy thì tuổi thì cao rồi, về hưu rồi, nhưng mà tuổi sức khỏe đang còn cho phép thì tôi cũng muốn là tham gia. Thứ nhất là tôi đóng góp vào kinh tế cho gia đình con cháu, thứ hai là cho xã hội, thì cảm thấy vui, đó là niềm vinh dự, niềm hạnh phúc cho tôi đấy. Có thể nói người cao tuổi luôn có một vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống nhằm giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Vừa rồi thì chúng ta có nhiều cái hoạt động để hướng tới người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn, những năm gần đây chúng ta có rất nhiều cái hội diễn văn nghệ, có thể thao, biểu dương người cao tuổi, xây dựng hệ thống chính trị. Và đặc biệt người cao tuổi không chỉ là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, mà người cao tuổi còn là tuổi cao gương sáng. Cho nên cả cái lĩnh vực mà người cao tuổi hoạt động của tỉnh ta hoạt động khá tốt theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Người cao tuổi hăng hái thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng trong các phong trào thi đua. Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động xã hội ở địa phương. Những cây cao bóng cả ấy vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi gia đình, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức và nỗ lực đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng.